Hello mọi người, xin chào mọi người đã trở lại clip của chúng nha. Lại tiếp tục đi trải nghiệm những cái thú vui ở miền Tây cả nhà ơi. Chúng mới vừa tới con kênh, hai bên thì nó chung là tràm, nó bích cả nhà, cũng khó xuống. Thì chung cũng vừa móc lỗ ở đây. Nói chung là kênh này hơi bích, mà bích quá biết có cá hay không thì cũng câu thử nha. Chung cũng mới vừa xả cám với trứng kiến thúi mình trộn chung á. Xả trước hai lỗ đi. Quấn từ từ dài dài lên đó thì coi tình hình êm không êm thì mình cứ di chuyển hết đoạn kênh này, quấn dạng như một khoảng vài chục mét, cái chỗ nào cá dựa mình câu cả nhà. Còn không có nữa thì mình di chuyển kênh khác. Bây giờ quấn rậm không ăn thì tí xíu mình ra ngoài kênh lớn mình quấn, mà quấn kênh lớn không ăn thì mình vô kênh rậm. Nói chung là cứ di chuyển vậy thôi. Rồi, chúc các bạn xem rất vui nha. Những anh em yêu mến kênh thì hãy nhớ nhấn chuông để nhận được những video chung đi làm gửi cái này xem. Nói chung đi câu cái này nó cũng nhiều thứ nha. Thứ nhất là vừa vô xuống là bị ông đót rồi nè. Chung vừa vô cây chung mới móc xong, chung giục cái móc dùng ra, trời ơi, bay đót của tay chung cái muốn ve rái luôn nha. Rồi chưa nói là cái đường kênh này là người ta không nên lục bình nha, mình móc thoải mái. Còn chúng cái chỗ có lục bình thì cũng có những người khó không cho móc, thì mình vô mình hỏi chỗ nào móc được thì móc. Rồi cả nhà sẽ đón video cho hôm nay nha, để có tình hình có tim nào chưa. Cái này có thấy tim hơi nhuyễn nè, để bắt đầu chung chơi luôn. Lên tìm nãy giờ. Nước sâu quấn cái cặp cũng đã nha. Đau, quá tê. Có bọt tiêm nhiễm con gì đây trời, hơi nằm vậy, nằm nhiều luôn. Bởi vì nó có bọt tiêm nhiễm mà. Có bọt tiêm nhiễm là phải vậy chứ. Trời nhìn nè. Bọt tiêm quá nhiễm. Quá đã nha. Tê vàng rồi này. lại thấy đùng tiêm nhiễm thấy mê. Cái rô em ơi. Cái rô muốn ăn hay gì cái chốt này rồi. Lại bắt con cá trê bỏ thùng em luôn đi. Để cho mày có thùng chứ. Cá rô nha. Nó hỏi chung con giật, con nhiều giật dữ. Chúng nó chung giật cá rô. Tại chúng mới đóng được con cá trê rồi. Làm con cá rô nữa. Để cho nó bắt bọt cho có thùng nha.
ơi trời, chuyến hoài vậy. Mình thấy tốt cái móng là thả xuống kéo liền luôn. Rong rêu dữ vậy. Con này cũng ngon mà già rồi nha. Yeah, có trứng như chỗ này. Thả luôn. Quá tê tai. Lử này là cứ hốc mắt làm tới cái nha. Đúng như này khó gỡ. Oh yeah, quá ngon này mày. Chúng quýnh cái lẩu đó, chúng quýnh thêm cái căn mực xa này nè. Rồi cái lẩu đó cái tra quá đắt à. Không biết thấy nổi cái phao luôn. Chứ chung không thấy gì hết luôn. Đó giống như là nghe cổ thở vậy. Chú quýnh cái lẩu cá tra vào đó. Ây da, dính cá tra sao lấy ta. Ê, trời đất ơi. Rồi. Ôi, cái lẩu đó cá tra thấy sợ cái nha. Nè, chú quýnh trong đây lẩu nè. Ngoài kia lẩu. Chú lấy căn dài, chú ngâm dế dục quê. Ôi, cái lẩu quá trời lẩu mà. Để chú ngâm bắt bậy mới. Giờ chiều mấy con này đem về được. Rồi quá đã rồi, mà cái lẩu kia cũng khuất cái chỗ đó khó nhìn cái phao lắm. Về quýnh chỗ nào cái phao nó giật cũng chạy trong mưa ấy à. Chỉ quýnh lẩu trong này nữa. Trời. Thôi chứ. Trời ơi, vừa tát cái, vừa khắp một cái. Này, quá đã nhà đây nè. Còn cái đó, cái cần 7 mét chung để phía bên kia cả nha. Trời ơi. Vừa thả xuống con này phục cái con kia ấy à. Có rồi chất lượng nè. Lên tấp bóng con quốc liền con. Còn chờ đợi cái phao cũng càng giật giống như câu ngâm nha. Quá đã. Xa quá mới thấy phao nổi mình em. Chắc không ai chạy phiên kỳ quýnh luôn được nè. Cái bờ bển đứng dễ hơn. Rồi, cái lẩu cá tra có lẩu quá trời quá đất. Ừ, cá tra ăn vừa sạch trong bắt này mới quan trọng rồi nè. Đó. Lên luôn. Hên quá. Tiếp tục một em đó nhời. Đây. Chung ngâm luôn cần này ăn luôn trời đảo quá vậy. Cái nhà tầm cỡ này là mình bắt mình riện được nha, tại dướng nguyên cái đó chứ mình dở không được đâu. Ôi. Vô ngay cái ổ quá trời quá đất đã mà không bắt uổng quá. Quá sướng anh em ơi. Cỡ cái nhà, cầm tay. Dướng nguyên cái bệ đó chứ không dướng nguyên bệ đó chung cho cái nhà xem cái phao. Còn mở tấp bóng nãy đâu, xuất hiện luôn coi.
Trời ơi, rồi uống vậy trời. Sàn cái phao cũng đẹp quá, chung chung đóng không dính liếu kìa. Trời ơi. Trời ơi, có nhà tim kìa. Trời ơi, ăn phao đẹp vậy không giật đâu được đâu, uổng thiệt. Trời ơi, không phải xảy nhà. Lự nhờ đứt sạch luôn, đứt tiện luôn trời, uổng ghê thiệt. Bó tay rồi. Chúng dính cá tra cái này, không biết nhà nhỏ hay lớn nè. À, chắc nhỏ. Ây da, dẻo. Nó. Đây cái nhà. À, tiếp tục lục em cá tra đó nha. Ngâm đại rồi đấy. Cái cần cũng mấy mang nữa thôi kìa. Nãy càng giật. À, để chúng tháo càng này cái. Lắc mini. Mấy con này chắc chúng thả lại nha. Về dưới kêu đại ca lại mày. Cấp mồi liền trời. Được quá rồi nha. Thất lạc đây mà, con này chắc cũng chắc thả luôn đi. Hơi yếu à. Kiểu xuống dưới là kiểu đại ca xuống nha, chứ không có kiểu nhỏ nhỏ đâu nha mày. Cá tra cả nhà ơi. Rồi đi như bờ luôn, quên hệ đầy ngoài cá tra luôn. Tiếp tục em cá tra nha nhà. Trời ơi, lại lừa. Bánh cái rô được một mớ à cả nhà ơi. Kêu bằng đủ có cảm giác anh nè. Mới rồ, mới thật lát. Ơ lộn, mới thật lát chứ mới tra. Rồi, chung xin kết thúc clip đó nha. Quá đã bữa nay rồi. Rồ cũng ngon mà mấy được mấy cá tra này. Tại vì giờ nó sẵn tối nè, nó không chết nè. Mình về mình giết nó luôn. Chứ bình thường chắc mấy con đó chung thả. Nếu mà câu buổi trưa chung thả mất tiêu. Rồi, chung kết thúc clip nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chung Tờ Béo này. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Nói chung là giờ là nó cũng trễ về đường xa nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở clip sau.